chào bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu Touring, Wico, Freestyle. Và mẫu Touring với cái mối thiết kế nó là khung dẹp, rất là thể thao, với cái tông màu trắng chủ đạo, nhìn chiếc xe đó nổi lên cái sự rất là bắt mắt và đẹp. Được trang bị bộ đề microchip, đề ngon bổ rẻ trong tầm giá, cùng với gạt đĩa là Shimano Sora, gạt đĩa của dòng xe đua cũng rất là cao cấp. Thì em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là phủ lợp kim nhôm, nhôm siêu nhẹ, thiết kế khung dẹp, cái khung dẹp cản gió để khi các bác đi đường trường nó sẽ được đạt cái tốc độ nó cao hơn. Nước sơn nguyên bản, tổng thể chiếc xe còn rất là mới, có một vài vết xước nhỏ do là đã qua quá trình sử dụng, còn với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Đấy, bộ đề microchip rất là bóng mới. Phía trên này gạt đĩa Shimano Sora, đời cũng khá là cao. Bên trên tay lái là được trang bị bộ tay bấm Shimano Atus phanh 3 mảnh. Đấy là 700C. Sẽ vào đo size của chiếc xe và chuyển động cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp với các bác từ khoảng mét 65 đến mét 75 đi là phù hợp. Về phần chuyển động thì chiếc xe được trang bị bộ lip 9 tầng và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ. Đấy, động rất là trơn tru. Chiếc xe đúng tiêu chí của các bác, ngon bổ rẻ, chỉ có 6 triệu tròn, bao ship toàn quốc, cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.